chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2024, ngày quốc tế lao động 1 tháng 5. Tối qua, ngày 28 tháng 4, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức chương trình văn hóa nghệ thuật với chủ đề Những người con ưu tú của Đại Ngàn. Với những bài ca, tiếng hát, ca ngợi đảng, ca ngợi quê hương, đất nước đã giúp cho khán giả nhìn lại chặng đường gian lao của thế hệ cha ông, đưa đất nước đến chiến thắng lịch sử 30 tháng 4 năm 1975, non sông thu về một mối. Với chủ đề Những người con ưu tú của Đại Ngàn, chương trình cũng là dịp để tri ân đến với các nghệ sĩ đã có đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước, cũng như đối với ngành văn hóa nghệ thuật của tỉnh Đắk Lắk.